Ngày 24 tháng 6 có 285 ca mắc Covid-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh 162 trường hợp. Bản tin dịch Covid-19 chiều 24 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 116 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh trong ngày lên 285 ca, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 162 ca. Trong ngày có 75 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Thông tin diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 24 tháng 6, có 116 ca mắc mới, bệnh nhân 14117 đến 14232. Không ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 116 ca ghi nhận trong nước, tại thành phố Hồ Chí Minh 61 ca, Đà Nẵng 20 ca, Tiền Giang 9 ca, Phú Yên 8 ca, Bắc Giang 9 ca, Bắc Ninh 2 ca, Nghệ An 5 ca, Thái Bình 1 ca và Hải Phòng 1 ca trong đó 105 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa. 75 nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, trong ngày 24 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 285 ca mắc mới, trong đó có 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, tại Khánh Hòa 4 ca, Tây Ninh 1 ca và Hà Nội 1 ca. 279 ca ghi nhận trong nước, tại thành phố Hồ Chí Minh 162 ca, Bình Dương 27 ca, Bắc Giang 28 ca, Bắc Ninh 7 ca, Thái Bình 5k, Tây Ninh 2k, Long An 2k, Hưng Yên 2k, Khánh Hòa 1k, Đà Nẵng 20k, Tiền Giang 9k, Phú Yên 8k, Nghệ An 5k và Hải Phòng 1k. Trong đó 260k được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tính đến 18 giờ ngày 24 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 12.506k ghi nhận trong nước và 1.726k nhập cảnh số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 10.936 ca, trong đó có 2 có 2.985 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 15 tỉnh bao gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, bạc liêu, điện biên, đắk lắc, đồng tháp và vĩnh phúc đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong nước. Số lượng xét nghiệm từ 29 tháng 4 đến nay đã thực hiện 2.734.013 xét nghiệm cho 6.344.999 lượt người. Về tình hình điều trị, có 75 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 388 ca, lần 2 là 126 ca và lần 3 là 137 ca. Số ca không qua khỏi là 72 ca và số ca đã điều trị khỏi là 5.759 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới. 116 ca ghi nhận trong nước. Các ca bệnh 14117, 144230 đến 14232 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 23 và 24 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh BN14119 ghi nhận tại thành phố Hải Phòng. Bệnh nhân là nam 48 tuổi, địa chỉ tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, là F1 của bệnh nhân 13949. Kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng. Các ca bệnh BN14120-14127 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên là các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 13960. Kết quả xét nghiệm ngày 23 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. 9 bệnh nhân BN14128 BN14161 đến 14168 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm ngày 2 tiệp Kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh BN14129 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình, bệnh nhân là nam 54 tuổi, địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình là F1 của bệnh nhân 13952. Kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 6, dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. 20 ca bệnh BN 14130 đến 14149 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng trong khu vực được phong tỏa liên quan đến bệnh nhân 12437. Kết quả xét nghiệm ngày 23 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 2 ca bệnh BN 14150 và 14151 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh một ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, một ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 9 ca bệnh BN14152 đến 140 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Tiền Giang. 61 ca bệnh BN 14169 đến 14229 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. 55 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. 5 ca liên quan đến công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân và 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 18 giờ ngày 24 tháng 6. Cả thế giới có 180.423.369 ca mắc, trong đó có 165.142.819 ca khỏi bệnh, 3.908.728 ca không qua khỏi và 11.371.822 ca đang điều trị. Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 72.392 ca, số ca không tăng 1.697 ca. Châu Âu tăng 23.600 ca, Bắc Mỹ tăng 5.510 ca, Nam Mỹ tăng 2.279 ca. Châu Á tăng 40.678k và Châu Đại Dương tăng 334k. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 16.674k, trong đó Malaysia tăng 5.841k, Philippines tăng 6.043k, Thái Lan tăng 4.108k, ca, Campuchia tăng 655k, ca, Singapore tăng 23k và Lào tăng 4k phát hiện 5 công nhân mắc COVID-19, Tây Ninh phong tỏa doanh nghiệp, giãn cách xã hội thị xã Trảng Bàng. Sáng ngày 24 tháng 6, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch khi xuất hiện 5 ca mắc Covid-19 mới tại khu công nghiệp Thành Thành Công, thị xã Trảng Bàng. Tham dự cuộc họp có ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Tây Ninh cùng đại diện lãnh đạo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của các huyện, thị xã, thành phố và các công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp có trên 1000 công nhân. Báo cáo tại cuộc họp, bác sĩ Nguyễn Văn Cường, phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Tây Ninh cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 8 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca mắc mới chưa rõ nguồn lây ở công ty trách nhiệm hữu hạn Winga Việt Nam, thuộc khu công nghiệp Thành Thành Công, thị xã Tràng Bàng. Để kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Sở Y tế Tây Ninh phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng phong tỏa công ty Winga, yêu cầu toàn bộ 1.000 công nhân ở công ty Winga ở lại công ty, không di chuyển ra bên ngoài. Tối ngày 23 tháng 6, Sở Y tế đã cho test nhanh 150 mẫu ngẫu nhiên cho kết quả âm tính và 395 mẫu xét nghiệm real time RT-PCR tại công ty Winga, trong đó có 90 mẫu được gửi đến Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm. Kết quả phát hiện 5 mẫu xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca là công nhân cư trú tại tỉnh Long An và một người cư trú tại ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng. Ngày 24 tháng 6, Sở Y tế Tây Ninh tiếp tục lấy 610 mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả 5 ca dương tính, Sở Y tế phối hợp với thị xã Tràng Bàng khoanh vùng, truy vết nhanh các trường hợp tiếp xúc gần với 5 ca bệnh trong công ty Winga và tại nơi cư trú. Cơ quan chức năng đang lấy thông tin khai báo y tế của các bệnh nhân về các địa điểm đã đến để nhanh chóng thông tin truy vết và cách ly theo quy định. Đối với trường hợp F0, F1, Sở Y tế Tây Ninh kiến nghị đưa các bệnh nhân đến các khu cách ly tập trung, trong đó các F1 phải thực hiện xét nghiệm real time PCR đảm bảo kết quả khẳng định chính xác, các F2 được hướng dẫn cách ly tại chỗ, khai báo y tế và chờ kết quả của các F1. Bên cạnh đó, Sở Y tế hướng dẫn Trung tâm Y tế Thị xã Tràng Bàng khử khuẩn các khu vực liên quan đến các ca nhiễm. Liên quan đến 5 ca mắc mới ở khu công nghiệp Thành Thành Công, sau khi giả soát được 29 F1, cơ quan chức năng đã đưa đi cách ly tập trung. Thị xã Trảng Bàng đã khẩn trương khoanh vùng, yêu cầu công ty Winga tạm ngừng hoạt động, đồng thời tiếp tục khoanh vùng công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Thông gió Kruger Việt Nam với số lượng công nhân trên 70 người vì có liên quan. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, đến nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp, điều không mong muốn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh là lây nhiễm trong các khu công nghiệp và lại chưa xác định được nguồn lây, có thể đã có mầm bệnh trong cộng đồng hoặc trong công nhân, dẫn đến tính chất phức tạp ngày càng cao. Ứng phó với tình huống khẩn cấp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thị xã Trảng Bàng và ngành y tế đã có giải pháp quyết liệt truy vết khoanh vùng xét nghiệm ngay tại công ty. Để thực hiện tốt công tác dập dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư các khu công nghiệp quan tâm công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho việc phong tỏa. Ngành y tế và thị xã Trảng Bàng cùng ngành chức năng liên quan tiếp tục thực hiện thần tốc hơn nữa để truy vết tìm F0, F1, lịch trình di chuyển, tiếp xúc của các ca này và thông tin trên thông tin đại chúng biết, hỗ trợ khai báo y tế, đồng thời sớm thông báo cho ngành chức năng tỉnh Long An nắm bắt tình hình các ca dương tính để thực hiện truy vết nhanh chóng điều tra yếu tố dịch tễ nắm lịch trình của các ca dương tính ở xã Phước Chỉ tiếp tục xét nghiệm f1 f2 bổ sung. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị thực hiện phong tỏa, cách ly y tế các công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Winga Việt Nam, hoàn thiện khu cách ly, đảm bảo giãn cách, điều kiện sinh hoạt, tiếp tục tiến hành truy vết khẩn trương, phong tỏa cách ly y tế mà các f0 trọ hoặc là tạm trú, truy vết tới đâu thì phong tỏa tới đó. Bên cạnh đó, thì ngành y tế tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên trong các khu vực hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại thị xã Trảng Bàng và một số khu công nghiệp khác trên địa bàn để chủ động tìm nguồn lây. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh chủ trì đẩy mạnh kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch kiên quyết cho tạm dừng hoạt động nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch bắt buộc công nhân thực hiện khai báo y tế hàng ngày trước khi vào làm việc đảm bảo truy vết yếu tố dịch tễ. Các địa phương trong tỉnh tiến hành ngay việc tăng cường chỉ đạo, tăng cường giám sát của tổ y tế cộng đồng, tổ dân cư tự quản đối với người từ vùng dịch trở về, đảm bảo cách ly tại nhà 14 ngày. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh còn đề nghị ngành y tế giả soát lại các trang thiết bị, nhất là sinh phẩm y tế, bảo đảm đầy đủ cho công tác xét nghiệm. Ngành công thương đảm bảo nhu cầu hàng hóa thiết yếu tại khu cách ly. Ngành công an đảm bảo an ninh trật tự khu vực phong tỏa cách ly, dồn lực thực hiện tốt nhất công tác phòng chống dịch trong lúc này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của thị xã Trảng Bàng bắt đầu thực hiện theo tinh thần chỉ thị 15 CTTTG. Song song với đó thì Trảng Bàng có thể bổ sung các biện pháp phù hợp khác để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Thông báo khẩn tìm người. Chiều ngày 24 tháng 6, Sở Y tế Tây Ninh đã phát đi thông báo khẩn về việc tìm người liên quan đến các địa điểm có ca bệnh COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 13.958 ở khu phố Lộc Chát, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng. Sở Y tế đã công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân như sau từ 18 giờ 20 phút đến 18 giờ 40 phút ngày 19 tháng 6 năm 2021, mua thuốc tại quầy bán thuốc Hồ Thị Bé ở khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng. Từ 17 giờ đến 17 giờ 20 phút ngày 20 tháng 6, mua thuốc tại quầy thuốc Hồ Thị Bé ở khu phố Gia Tân. Từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút ngày 21 tháng 6 đến trạm y tế Gia Lộc, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng. Từ 7 giờ 10 phút đến 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 đến trạm y tế Gia Lộc, phường Gia Lộc, Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 13.959 ở xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng như sau. Từ 14 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6, khoa nhiễm trung tâm y tế thị xã Trảng Bàng. Từ 15 giờ 35 phút đến 16 giờ ngày 16 tháng 6, trạm y tế xã Hưng Thuận thị xã Trảng Bàng. Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ ngày 23 tháng 6, Tiệm thu mua mù cao su bảy lập xã Hưng Thuận, thị xã Tràng Bàng, Sở Y tế Tây Ninh đề nghị người dân có liên quan đến khung giờ và những địa điểm trên cần khẩn trương thông báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn. Thành phố Hồ Chí Minh, 47 ca COVID-19 liên quan đến chợ Sơn Kỳ. Trưa ngày 24 tháng 6, Bộ Y tế công bố đã ghi nhận 75 ca COVID-19 mới tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 47 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Trước đó, cơ quan chức năng quận Tân Phú đã phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho tiểu thương và người dân quanh chợ Sơn Kỳ. Theo thông báo của Trung tâm Y tế quận Tân Phú, quận lấy mẫu xét nghiệm diện rộng do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại khu vực chợ Sơn Kỳ. Người dân đã tới chợ này từ ngày 10 tháng 6 đến nay ở khu vực xung quanh chợ, đi lại các tuyến đường bờ bao Tân Thắng, Lê Trọng Tấn, Tân Kỳ Tân Quý đều được lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 23 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện các ca bệnh COVID-19 tại một số khu chợ đầu mối và có thể lây giữa các chợ do tiểu thương đến lấy hàng và di chuyển về nơi mình buôn bán. Đồng thời tìm đến các chợ đầu mối ở Hóc Môn, huyện Hóc Môn, chợ Bình Điền quận 8, chợ Sơn Kỳ quận Tân Phú và chợ khu phố 2 phường An Lạc quận Bình Tân. HCDC đề nghị tiểu thương tại 4 chợ này và các tiểu thương đến lấy hàng cùng người dân đi 4 chợ này từ ngày 1 tháng 6 đến nay phải thực hiện khai báo ngay tại cơ quan y tế địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn giám sát xét nghiệm COVID-19, cách ly y tế theo quy định. Đến 22 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6, tại khu vực bên trong chợ Sơn Kỳ vẫn có khoảng 30 nhân viên y tế làm việc liên tục. Phần mặt trước chợ có chiều dài gần 100 m nằm trên đường bờ bao Tân Thắng, và khu vực chợ cũng như các tuyến hẻm dẫn về phía chợ cũng được răng dây, rào chắn, cấm tất cả xe cộ ra vào khu vực. Theo người dân, từ trưa ngày 22 tháng 6, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực chợ Sơn Kỳ và được chính quyền thông báo vì liên quan đến ca nghi nhiễm. Tạm đóng cửa phòng khám đa khoa Cộng Hòa ở quận Tân Phú, cơ quan chức năng kêu gọi người đến phòng khám đa khoa Cộng Hòa, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 15 tháng 6 và 16 giờ đến 20 giờ ngày 17 tháng 6 cần khai báo y tế. Ngày 24 tháng 6, nguồn tin từ trạm y tế phường Tây Thạnh, quận Tân Phú cho biết, lực lượng chức năng đã tạm thời đóng cửa phòng khám đa khoa Cộng Hòa, địa chỉ số 12 đường Dương Đức Hiền, do địa điểm này có liên quan tới một ca nghi mắc COVID-19 từng tới. Việc đóng cửa tạm thời phòng khám này để phục vụ cho công tác phun khử khuẩn và điều tra dịch tễ. Nhà chức trách cũng phát thông báo tìm người từng đến phòng khám đa khoa Cộng Hòa từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 15 tháng 6 và 16 giờ đến 20 giờ ngày 17 tháng 6. Theo trạm y tế phường Tây Thạnh, những trường hợp đến phòng khám này vào khung thời gian trên cần thực hiện khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát xét nghiệm cách ly y tế theo quy định theo bản tin 12 giờ ngày 24 tháng 6, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 126 bệnh nhân trong nước và một người nhập cảnh mắc Covid-19. Các tỉnh thành phố có thêm bệnh nhân Covid-19 là Thành phố Hồ Chí Minh 75 ca, Bình Dương 27 ca, Bắc Giang 16 ca, Bắc Ninh 5 ca, Hưng Yên 2 ca, Thái Bình 1 ca, trong đó có 119 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc là vùng đã được phong tỏa.